nhẹ nhõm không CP, sản văn mang điểm não nhưng không nhiều cứu rỗi thiếu nữ nổi điên bầy nát tu tiên may mắn bị xe đụng phải tu chân giới tu tiên không có khả năng cố gắng không được một chút tỷ đã muốn bầy nát toàn bộ sơn môn không có một chân nhân tất cả đều là yêu cũng may may mắn không sao cả bọn họ không phải là người không có gì để nói cô ấy cũng không phải người bình thường bạch y phiêu phiêu đang tiên lão đầu đến thần cấp mới có thể ăn cơm bạch y đoan trang đại sư huynh thăng cấp mới cho cơm đối với vận may của hàng đói mà nói nàng biểu thị đây quả thực là nói chuyện giật gân về phần cao lãnh tứ sư huynh ta chỉ bế quan không hỏi ăn cơm ta mị tam sư huynh ăn cơm làm cái gì ăn ta không tốt sao lục sư huynh tùy ý hoành hành không có việc gì nàng không thể ăn ta ăn cũng may còn có bạch y tiên nữ nhị sư tỷ luyện kiếm không quan trọng bằng sư muội ngũ sư tỷ bá đạo đều tới nếm thử đồ ăn ta làm mọi người bất chiếu sơn không cần thiết thật không cần thiết chương một bắt đầu chính là vương tạc bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương hai miêu miêu tức chính nghĩa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Luôn có tiên nhân muốn ta đọc sách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Muốn ăn chính mình chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Đọc sách mới có cơm ăn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Võ Đức Không có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Sinh viên thi cuối kỳ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thần cấp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Khó ăn bánh gato. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Trí tuệ trợ thủ AI Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.